Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần, đang nghèo mạt bỗng dưng trúng quả giàu to, tiền bạc tiêu ba đời không hết. Hoan hỉ chào đón quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần ngày hôm nay, lời nói đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều, con cái tu tâm, dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng đối với nhiều người, điều đó đôi khi lại là mong ước xa vời. Bởi vì trên thực tế thì có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn giống như là mong muốn. Và thiết nghĩ rằng đó cũng chính là chuyện bình thường trong kiếp nhân sinh của con người, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình kênh tử vi Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch này thì công danh sự nghiệp, tài lộc, vận hạn của những người tuổi Giáp Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban lộc hay là không? Trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có được những chuyển biến ra sao trong tháng 2 âm lịch năm 2022? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi video chi tiết của chúng tôi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Dần có mệnh Đại Khê Thủy sinh năm 1974 là người tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa và đôi khi có phần kiêu ngạo và không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng cần phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Bước sang tháng 2 âm lịch, người tuổi Giáp Dần hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Quý Âm Thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này cho thấy, công việc tiến triển đều đặn nhưng khó có được những bước phát triển nhảy vọt. Cần phải kiên trì tiếp tục việc mà mình đang làm, chớ nên vội vàng muốn chứng tỏ bản thân, lấy lòng lãnh đạo vì như thế có thể gây ra phản tác dụng. Người làm kinh doanh sản xuất cũng không nên vội vàng mở rộng quy mô nếu không dễ vướng mắc rắc rối trong các thủ tục pháp lý và thậm chí là bị lừa gạt. Thầy Gia Cát nhắc nhở người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Các gia chủ nên dành thời gian để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của bản thân và để đến khi thời cơ xuất hiện, bạn sẽ ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân.
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Giáp Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong tháng nhìn chung bình ổn, không đến mức suy giảm nhưng cũng không quá rực rỡ. Tiền kiếm được đều đặn nhưng không nhiều, nhất là với những người làm đầu tư hoặc buôn bán. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe gia chủ Giáp Dần trong tháng 2 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh mỗi khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn. Đừng nên chủ động ẩu đả với người khác, dễ khiến bản thân mình bị thương. Trong cuộc sống hàng ngày thì bạn cũng nên chú ý chế độ làm việc nghỉ ngơi, đồng thời hoạt động thể dục thể thao đều đặn để duy trì sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Giáp Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 2 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Giáp Dần khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia chủ dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Giáp Dần năm mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được tôn trọng, nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Giáp Dần nữ mệnh là người mẹ, là người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp tốt tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu hình Tý hại Thìn phá Ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Dần trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.